Vâng, xin được chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình King of Sales by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing và bán hàng. Và hôm nay thì tôi rất hân hạnh và vui mừng được chia sẻ với các anh chị và các bạn những kinh nghiệm bán hàng của tôi trong 12 năm đi làm và đã làm tư vấn cho rất nhiều công ty, cũng đã đào tạo cho rất nhiều doanh nghiệp. Hiện nay thì tôi đang làm giám đốc kinh doanh cho một tập đoàn giáo dục lớn. Ngoài ra thì tôi cũng là cổ đông của một số những công ty có triển vọng tôi đầu tư vào. Và ở trên mạng thì mọi người thường biết đến tôi với cái tư cách là một chuyên gia về marketing online, chuyên dạy bán hàng trực tuyến, dạy quảng cáo trực tuyến. Và bây giờ thì hôm nay tôi sẽ dạy các bạn những kinh nghiệm về bán hàng nói chung và nghề bán hàng nói riêng để giúp các bạn có thể hình dung ra những cái cách thức, những công cụ và những phương pháp rất là tuyệt vời để có thể tăng trưởng doanh số, giúp các anh chị có thể bán hàng và trở thành những best seller, những người bán hàng giỏi nhất. King of Sale là những người trở thành vua bán hàng, bán mọi thứ, bán mọi lúc, bán mọi nơi. Và có lẽ là tôi sẽ giới thiệu rất nhanh về cái nội dung chương trình này đào tạo của tôi. Thứ nhất là tôi sẽ mô tả chân dung một người bán hàng chuyên nghiệp. Một bestseller profile là gì? Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từ tố chất bên trong cho đến ngoại hình bên ngoài cho đến các kỹ năng cần thiết của một bestseller. Và tôi sẽ giúp các bạn trở thành một bestseller, trở thành một king of sale hay là một cái chuyên gia hàng đầu về bán hàng. Và sau này sẽ có thể trở thành một giám đốc bán hàng cho một cái thương hiệu lớn, giám đốc vùng, giám đốc khối. Đấy là những cái hướng phát triển của cái nghề sale của chúng ta, đúng không ạ? Và tiếp theo thì tôi sẽ mô tả cho các bạn chân dung của một khách hàng điển hình để các bạn nắm bắt được đâu là khách hàng mục tiêu. Từ đó các bạn sẽ có những cái việc là xác định cái kênh bán hàng phù hợp nhất cho mình, cho thương hiệu của mình. Và thứ ba nữa là tôi sẽ nói về các cái công cụ, các cái cách thức để tiếp cận khách hàng. Và hiện nay thì tôi đã sưu tầm và nghiên cứu cũng như là đưa ra bằng cái trải nghiệm 12 năm đi bán hàng của tôi, từ bán vỉa hè cho đến bán tại shop, cho đến trở thành một chuyên gia về bán hàng, trở thành giám đốc bán hàng và trở thành một chuyên gia đào tạo về bán hàng, đặc biệt là bán hàng trực tuyến. Thì tôi đã có 5 năm kinh nghiệm đào tạo cho rất nhiều các cái đơn vị, đúng không ạ? Với từng đó khoảng chừng 50 cái kỹ thuật, 50 cái cách thức, 50 cái phương pháp để giúp các anh chị và các bạn có thể suy nghĩ để tạo cho mình các cái cách thức bán hàng. Thì tôi sẽ tiết lộ cho các anh chị từng cái phương pháp như vậy, từng cái cách thức như vậy rất là chi tiết. Và sau đó thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số những cái mô hình và rất là thành công trong cái nghề bán hàng của chúng ta. Ví dụ như là mô hình Impact hay là mô hình 4B hay là mô hình 3S vân vân. Có khá nhiều mô hình và công thức bán hàng. Đồng thời thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị rất nhiều các câu chuyện, những cái kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế của nghề bán hàng hiện đại. Và tôi muốn tổng hợp lại cho các anh chị một cái phiên bản bắt đầu năm 2018 để các anh chị có thể hiểu rằng hiện nay nghề bán hàng, phương pháp bán hàng và khách hàng đang thay đổi từng ngày từng giờ. Và điều duy nhất các bạn cần phải học đó chính là toàn bộ series video chương trình King of Sales by Phan Anh. Rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.